Hồng Loan, kiện tụng là giọt nước tràn ly giữa tôi với Hồng Phượng. Chiều 26 tháng 10, chị Hồng Loan gặp gỡ báo chí chia sẻ về vụ việc tranh chấp tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Buổi gặp mặt có hai luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Hồng Loan, luật sư Nguyễn Tuyết Ngọc và Nguyễn Trọng Ân. Sáng cùng ngày, Tòa án Nhân dân quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đến xem xét thẩm định tại chỗ đối với yêu cầu phản tố của Hồng Loan tại nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Sau quá trình làm việc kéo dài vài giờ, việc thẩm định hoàn thành. Phía bà Hồng Nhung và bà Hồng Phượng mang một đồ đạc cá nhân ra khỏi nhà số 5 Đoàn Thị Điểm. Đối với đồ đạc còn lại, tòa án đã kiểm tra, niêm phong, lập biên bản dưới sự chứng kiến của các bên. Hồng Loan nói suốt nhiều tháng qua chịu nhiều áp lực, mệt mỏi. Các bài viết với nội dung như Hồng Loan là con nuôi Vũ Linh, bất hiếu, nói xấu cha, không chăm cha bệnh khiến chị bị nhiều người công kích. Trong buổi gặp gỡ, Hồng Loan khẳng định những thông tin này không đúng sự thật. Chị thông qua luật sư cho biết sẽ nhờ pháp luật can thiệp để bảo vệ danh dự bản thân. Trước câu hỏi, sau những ồn ào, mối quan hệ của chị và nghệ sĩ Hồng Phượng ra sao? Hồng Loan bày tỏ buồn vì cả hai từng xem nhau như ruột thịt. Sống chung từ nhỏ, thế nhưng mọi chuyện xảy ra trong vài tháng qua như giọt nước tràn ly khiến mối quan hệ hai phía đổ vỡ.